Chào mừng các bạn đã đến với channel Thầy Jimmy ở Mỹ. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với series audiobook sách Cám dỗ, Bội phản và Lòng nhân, tác giả Thầy Jimmy Thái. Và trước khi chúng ta đến với nội dung của video, xin được cảm ơn Viking Việt Nam, giám đốc Lê Nguyễn Trang Nhã, nhà đồng hành của series audiobook. Và bây giờ, chúng ta đến với bài học của hôm nay nhé. Bài học 1: Biết lý do tại sao của mình và biết chính mình. Story, câu chuyện. Và lời nói, một hành động có thể gây nên tác động biến chuyển đối với một cuộc đời. Năm 2015 đánh dấu cột mốc tròn 3 thập kỷ trước khi tôi có thể hoàn thành lời hứa của mình khi rời khỏi Việt Nam ở độ tuổi thiếu niên. Sẽ có một ngày mình quay trở về và dựng nên những ngôi trường dành cho trẻ em nghèo. Bạn sẽ thắc mắc, tại sao lại phải chờ lâu đến thế? Đơn giản thôi, tôi ngủ muội và quá bận rộn chạy theo thành công trên đất Mỹ. Nếu bạn từng khởi đầu lại đời mình tại một đất nước xa lạ với nền văn hóa trái ngược 180 độ với nơi mình sinh ra, không tiền bạc, không học vấn, chỉ lận lưng đôi ba chữ tiếng Anh bập bõm, thì bạn sẽ biết thực tế cuộc sống trên đất Mỹ này hoàn toàn không giống với phiên bản Hollywood của bộ phim Những con sói ở phố Wall, hay những bức ảnh lấp lánh và quyến rũ trên Facebook của người chị họ đang sống tại quận Cam mà bạn ngưỡng mộ nhất. Nhưng dù có đứng trên đỉnh vinh quang hay rơi chạm đáy sinh tồn trong suốt những năm tháng đầy thử thách này, tôi chưa bao giờ quên lời hứa vào một đêm không trăng 31 năm về trước với cậu bé thất học tên Minh nơi một làng trai vùng đất mũi Cà Mau. Cậu bé ấy chính là lý do tại sao khắc sâu nơi bầu trời ý thức của tôi. Tutorial, hướng dẫn. Không thể dẫn dắt nếu không biết rõ mình đang đi đâu. Truyền đạt một cách rõ ràng về lý do tại sao bạn làm điều mình đang làm và chỉ huy theo mục đích và niềm đam mê đó, tất nhiên mọi người sẽ đi theo bạn. Chúng tôi mãi cảm động chút lòng tốt của những người từ lúc nào đã trở thành bạn bè và người thân đều chọn đời của chúng tôi. Từ cô Trương Ngọc Trâm, người đã tổ chức khóa đào tạo giảng viên đầu tiên của chúng tôi tại Việt Nam và kết nối chúng tôi với việc đào tạo, huấn luyện, cố vấn cho các công ty đa quốc gia tại Sài Gòn như Intel, Bayer, Vietcombank, Viking, đến tiến sĩ Đinh Hồng Duyên, người đã mở rộng việc giảng dạy của chúng tôi đến Việt Media Group, Vinpearl, Nam Hà Pharma tại Hà Nội. Từng người bạn, người anh Phạm Văn Hùng đã chở tôi đi khắp các vùng sâu vùng xa trên chiếc xe Mercedes đen của anh, đến thầy Phạm Thanh, trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Quang khi đó, và là phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hà Giang bây giờ. Cho dù có đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới, thì Việt Nam vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong linh hồn chúng tôi. Và dù có xây trường ở bất cứ nơi nào trên thế giới, thì mảnh đất và con người Hà Giang vẫn luôn nằm trong trái tim chúng tôi. Action, hành động. Dành đôi chút thời gian, tìm một nơi yên tĩnh và hỏi bản thân mình những câu hỏi sau. Tại sao mình muốn làm điều này? Ai sẽ thụ hưởng từ những việc mình làm? Kết quả cuối cùng sẽ là gì? Mình sẵn sàng hy sinh điều gì để đạt được nó? Mình chỉ nhất thời hay sẵn sàng cam kết nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ cho mục tiêu này? Reflection, suy ngẫm. Vào buổi sáng ngày khai giảng, ngôi trường 3 lớp học đầu tiên của chúng tôi, ngôi làng miền núi Đồng Tâm, Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã quyến rũ mọi giác quan của tôi với những cánh đồng lúa chín vàng đẹp như tranh vẽ trải dài trên nền trời trong xanh. Sau đó, khi trông thấy đàn trẻ con 53 đứa mắt to tròn, miệng cười rạng rỡ, vội vã vướt lướt đôi chân trần trên nền gạch hoa đủ màu nối đuôi từ phòng này sang phòng khác. Ngay sau khi kết ban đỏ khánh thành, tôi nhận ra ngay, đây chính là điều mà tôi muốn làm suốt phần đời còn lại của mình. Sự kiện này không chỉ khiến trái tim tôi thất lại một hai nhịp bởi cảm giác thỏa mãn của việc hoàn thành tâm nguyện, mà còn xác thực được mục đích của tôi và thắp lại ngọn lửa đam mê trong tôi. Còn bạn thì sao? Tôi rất nóng lòng được lắng nghe chia sẻ về lý do tại sao của bạn, về khoảnh khắc bạn chợt bừng tỉnh và nhận ra nó. Đây chính là sứ mệnh bạn muốn làm trong suốt phần đời còn lại của bài học 2. Không, đâu phải là một từ đáng ngại. Story,
câu chuyện. Dịch Covid có thể đã mang lại nhiều điều không hay cho nhiều người, nhưng may thay, quỹ của chúng tôi, Bill School Foundation, BASF, thực sự phát triển mạnh vào năm 2020 với 13 dự án hoàn thành và gần gấp đôi với 23 dự án vào năm 2021. Để trở thành một tổ chức từ thiện hiệu quả, trong khi nhiều tổ chức vì lợi nhuận gặp khó khăn với số tiền quyên góp suy giảm hoặc phải hủy các sự kiện gây quỹ, chúng tôi đã chuyển đổi chương trình đi bộ 5K, 5K Work hàng năm của mình với 300 đến 400 người tham dự trong mùa dịch. Thay vào đó, quỹ triển khai các hoạt động dựa trên dự án trực tuyến nhỏ hơn để duy trì các hoạt động xây dựng trường học. Ngoài ra, chúng tôi vẫn trung thành với sứ mệnh của mình là giáo dục trẻ em kém may mắn và từ chối các yêu cầu khác, ngay cả khi chúng có liên quan đến Covid. Điều này thật không dễ dàng, nhưng chúng tôi phải đưa ra những quyết định cứng rắn để tập trung vào sứ mệnh của mình. Khi cô Uyên Lê, lãnh đạo của tổ chức Learn, Play, Grow, một tổ chức tình nguyện ở Sài Gòn mà chúng tôi đã hợp tác từ năm 2017, kêu gọi chúng tôi hỗ trợ tài chính để mua máy trợ thở và thiết bị y tế cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chúng tôi đã trăn trở suốt nhiều ngày. Chúng tôi đọc đi đọc lại đề nghị nêu rõ con số 3.000 ca xét nghiệm dương tính mới bùng nổ mỗi ngày tại Sài Gòn. Mặc dù con số này dường như rất nhỏ, thì so với 300.000 đến 500.000 ca mỗi ngày ở Mỹ cũng trong thời gian đó. Nhưng đây là một cú sốc cho đất nước Việt Nam với số dân là 100 triệu người, bởi họ chưa có tới 1.000 ca dương tính trong năm đầu tiên. Cuối cùng, chúng tôi nói không với hai lý do. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng không nằm trong trọng tâm sứ mệnh của chúng tôi, và Sài Gòn không phải là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa mà chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ. Tutorial, hướng dẫn. Mọi người đều thích nói vâng, đồng ý, và các nhà lãnh đạo cũng không ngoại lệ. Chúng tôi muốn nói đồng ý với tất cả các đơn yêu cầu tài trợ mình nhận được. Nhưng trung bình, với mỗi một trong năm đơn yêu cầu, chúng tôi lại học cách nói không, dù chúng cũng xứng đáng được hỗ trợ. Nhiều đơn trong số đó xin hỗ trợ nhà ở, trợ giúp người thân nằm viện, xây nhà vệ sinh, hợp vệ sinh. Nhưng sự lựa chọn một dự án tác động đến vài cá nhân hay một dự án thay đổi 100 trẻ em cho nhiều thế hệ tương lai là nguyên tắc chỉ đạo và yếu tố quyết định của chúng tôi. Không có gì sai khi nói không, chỉ cần học cách nói không với lòng nhân từ. Action, hành động. Bạn đã bao giờ nói không với một yêu cầu chưa? Bạn cảm thấy thế nào? Bạn có thấy khó xử và tự trách mình không? Bạn có hỏi xem người kia suy nghĩ hoặc cảm thấy thế nào khi bị từ chối? Bạn có thể tách biệt một yêu cầu với người đưa ra yêu cầu đó? Reflection, suy ngẫm. Nói đồng ý thì rất dễ. Hãy can đảm nói không với tất cả những thứ gây sao nhãng. Nó không giúp bạn hướng tầm nhìn của mình về phía trước. Chúng tôi không từ chối người đưa ra yêu cầu. Chúng tôi từ chối những dự án không giúp đưa 100 tầm nhìn của chúng tôi đến mục tiêu của nó. Cùng một người có thể quay lại và đưa ra yêu cầu cho các dự án liên quan đến quỹ xây dựng trường học, và chúng tôi sẽ xem xét mà không giữ bất kỳ định kiến nào từ những lần từ chối trước đó. Thực tế, cô Yến đã một lần nữa gửi đề xuất xây ký túc xá ở Đắk Nông vào tháng 5 năm 2022, và chúng tôi đã chấp nhận tài trợ 120 đến 150 triệu đồng cho dự án này. Bài học 3. Đôi khi câu trả lời lại là tại sao không? Story, câu chuyện. Hãy tưởng tượng hàng chục người dân thành thị chính hiệu từ Sài Gòn, những người có làn da trắng như Kim Vani Hương Dừa hiệu Baskin Robbins, len lỏi qua những rừng cây quanh co lên đỉnh núi Vì Ba trong một ngày hè nắng ẩm. Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xe để đến thành phố biển Vũng Tàu, bạn nghĩ họ có thể học được gì về lãnh đạo? Là huấn luyện viên sức khỏe tinh thần của họ, mục tiêu của tôi là giúp họ khám phá mối liên hệ giữa thể chất và tinh thần, và tại sao làm việc nhóm lại rất quan trọng trong môi trường xa lạ. Nhưng bài học quan trọng nhất lại bất ngờ đến từ một bé gái sơ sinh hoàn toàn không nằm trong chương trình của chúng tôi. Tháng 9 năm 2018, sau một buổi sáng dài hoạt động thể chất, chúng tôi dừng chân để dùng bữa trưa tại nhà hàng hải sản La Sirena,
thuộc một trong những khách sạn 5 sao ít ỏi ở Vũng Tàu, khách sạn Imperial bằng phong cách Pháp ở bãi sau. Sau khi mọi người đã có cơ hội chia sẻ 3 bài học về bản thân, về đội nhóm, về trải nghiệm của mình, chúng tôi tiếp tục đến thăm mái ấm Hồng Quang thuộc huyện Tân Thành, nơi nuôi dưỡng 67 đứa trẻ mồ côi từ 1 ngày tuổi đến tuổi thiếu niên. Giờ đây, các chiến binh cuối tuần của chúng tôi thực sự có cơ hội nhận ra những khổ sở thể chất họ phải trải qua trong chuyến đi bộ đường dài sáng nay. Thật chẳng là gì khi so với bao khó khăn về tình cảm mà những đứa trẻ nơi đây phải chịu đựng suốt ngày này qua ngày khác. Cuối ngày hôm đó, một học viên của tôi đã đăng tải bức ảnh chụp tôi bế trong tay một bé gái đội nón hồng bị bỏ lại trước cổng chùa vào đêm trước. Một vài người theo dõi bài đăng đã hỏi tôi: Việt Nam bây giờ đâu còn cảnh chiến tranh khiến nhiều gia đình phải ly tán, nhiều đứa trẻ mất cha mẹ. Vậy tại sao vẫn còn nhiều trẻ em mồ côi đến thế? Tôi thực sự không có đáp án cho tất cả những thách thức xã hội phức tạp mà Việt Nam đang phải trải qua. Với tư cách là một quốc gia đang phát triển, nơi có quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy đối với những cô gái trẻ rời bỏ làng quê để đến các thành phố lớn đánh rẫy quán rượu, tiệm massage nhiều hứa hẹn mà hóa ra chỉ là lời dối trá và phản bội. Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, tôi chỉ tự nhủ: tại sao lại không giúp chúng mà chẳng cần đặt ra bất kỳ câu hỏi nào? Tutorial, hướng dẫn. Cốt lõi của lòng trắc ẩn bắt nguồn từ trái tim, không phải từ khối óc của bạn. Đừng hỏi tại sao, mà hãy lắng nghe tim mình và hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc trong lòng khi giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Lãnh đạo nhân từ không phải chú tâm đến vấn đề đúng hay sai, mà là chăm sóc cho những hoàn cảnh kém may mắn, thực sự quan tâm đến họ với lòng nhân từ. Những người khác sẽ quan tâm đến sứ mạng của bạn. Điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời là có người để chăm sóc. Bất cứ khi nào đến thăm những tâm hồn đáng yêu này, tôi không tự hỏi tại sao các em phải ở đây, mà là tại sao tôi ở đây. Action, hành động. Bạn có chắc chắn với niềm tin của mình đến nỗi không tìm kiếm lý do hay biện minh trong một số tình huống nhất định? Bạn đã trải qua bất kỳ khoảnh khắc tại sao không nào chưa? Bạn cảm thấy thế nào về nó? Làm thế nào bạn xác định khi nào nên hỏi tại sao và khi nào thì hành động với tại sao không? Reflection, suy ngẫm. Là một nhà lãnh đạo tìm kiếm sự rõ ràng và định hình mục đích của mình, việc hỏi tại sao cũng quan trọng như quyết định tại sao không khi giúp đỡ đối tượng mục tiêu của mình mà không tìm hiểu nguyên do khiến họ phải đối mặt với tình huống hay gặp phải. Tại sao không có ai khác ra tay giúp đỡ họ? Tại sao bạn nghĩ hành động của mình có thể giúp ích? Thành thật mà nói, nếu chúng tôi đặt quá nhiều câu hỏi có nên không khi hỗ trợ một dự án hay giúp đỡ một trại trẻ mồ côi, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thể tiến xa hơn nhiều như thế đến mục tiêu tầm nhìn 100 của mình. Dưới đây là cảm tưởng của vợ tôi, Lily Thái, sau khi chúng tôi đến thăm một trại trẻ mồ côi khác ở quận 4, Sài Gòn vào năm 2018. Chúng tôi đến thăm một trại trẻ mồ côi do chùa Linh Sơn điều hành vào ngày cuối cùng của chuyến về thăm Việt Nam. Bọn trẻ ở đây rất vui mừng khi trông thấy chúng tôi, cũng như bất kỳ khách thăm viếng nào khác. Dù có đầy đủ thức ăn và chỗ ở, chúng vẫn khao khát được yêu thương và ôm ấp. Ở đó có một bé gái chỉ khoảng 10 ngày tuổi, vừa mới được công an khu vực mang đến sau khi tìm thấy nơi bãi rác. Bé khóc rất to, nhưng tôi dặn đừng bế dỗ bởi như thế sẽ làm bé quen. Tôi được dặn, trong khi nơi đây không đủ người để có thể ấm bồng mỗi bé đang khóc. Họ nói với tôi bé nào cũng cần được huấn luyện như thế. Tôi rất trân trọng và thấu hiểu quy định của họ, bởi chỉ có 2 cô chăm sóc trẻ thì đâu thể nào đủ tay chân ấm bồng 25-30 đứa trẻ luôn khao khát được quan tâm, chú ý. Nhưng là một người mẹ, tôi không thể nào cưỡng lại ý muốn dỗ dành một đứa bé đang cần được âu yếm. Tôi bế bé lên, ngay lập tức bé nín khóc và còn nhoẻn miệng cười với tôi. Trong lúc đó, phía chân tôi còn là một bé khác, ôm lấy chân tôi khẩn khoản: cô ơi, cô đừng đi, con gọi cô bằng mẹ được không ạ? Nếu bạn đến thành phố Hồ Chí Minh, hãy ghé qua trại trẻ mồ côi này.
bạn sẽ thấy bọn trẻ khao khát được người khác quan tâm đến nhường nào. Bạn không cần phải mang theo gì hết ngoài chút thời gian và những cái ôm, nụ cười. Bài học 4. Cẩn thận với mỹ nhân kế. Story, câu chuyện. Bạn có thể bắt nhiều ruồi với mật ong. Vậy bạn lấy mật ong bằng gì? Chuyện này có câu trả lời. Lần hợp tác đầu tiên của chúng tôi là xem một cây cầu ở Cà Mau vào cuối năm 2016. Và mọi thứ đã diễn ra rất thuận lợi. Vào tháng 12, chúng tôi đã tham dự lễ khánh thành cầu. Đó là buổi kết thúc tuyệt vời cho năm đầu hoạt động của quỹ với 13 dự án hoàn thành. Lần hợp tác thứ hai của chúng tôi là một cây cầu khác nữa 3 tháng sau đó, với kết quả không chê vào đâu được. Điều này đã tạo ra một tia hy vọng mới cho chúng tôi rằng mình đã tìm được một đối tác mới tại tỉnh cực Nam Việt Nam. Bởi việc xây dựng trường đây đây cùng một nhóm thân hữu với chùa đã không tiến triển tốt đẹp sau 6 tháng cố gắng. Trong việc quản lý các dự án xây cầu và trường học cách xa 10.000 dặm từ California, chênh lệch mỗi giờ 14 tiếng đặt ra một gánh nặng khá lớn trong hiệu quả giao tiếp. Thế nên, có được những đối tác địa phương, những người có thể thực thi dự án đúng tiến độ và trong phạm vi ngân sách là điều cực kỳ quan trọng. Khi cơ hội hợp tác lần thứ 3 đến bàn làm việc của tôi, có vẻ như không có gì phải bàn cãi về việc chúng tôi sẽ tài trợ cho dự án này với một đối tác đã được minh chứng. Thế nhưng, khi nghe được đoạn trao đổi giữa nhà lãnh đạo địa phương này với một lãnh đạo quỹ PASF Việt Nam của mình, tôi đã quyết định ngay lập tức ngừng hợp tác. Vị lãnh đạo nữ đầy kinh nghiệm này đã khuyên cô gái trẻ của chúng tôi rằng, để công việc được thuận lợi, ngay cả trong việc thiện nguyện, đôi khi mình cần phải sử dụng mỹ nhân kế. Tutorial hướng dẫn. 36 kế là một cuốn sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Hoa, được sử dụng trong chính trị và chiến tranh. Kế sách thứ 31 trong cuốn sách này được gọi là mỹ nhân kế, tức dùng người đẹp để làm mê hoặc chủ tướng của đối phương, dẫn đến sự trễ nải hoặc sai lầm trong việc điều binh khiển tướng, từ đó tận dụng lợi thế để phản công. Có một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa diễn ra vào thời Xuân Thu, khi Việt Vương Cấu Tiễn bị vua Ngô là Phổ Sai đánh bại và gần như rơi vào cảnh mất nước. Quân sư Phạm Lãi và Văn Chủng đã đưa ra kế sách dâng quốc sắc đất Việt là Tây Thi cho Phổ Sai, khiến vua Ngô trễ nải chính sự, mải mê chìm đắm trong hoang dâm, xa xỉ. Điều này đã tạo cơ hội cho Cấu Tiễn tập hợp lại sức mạnh quân sự và trả thù nước Ngô. Bản chất của con người vẫn nghiêng về chiến thắng hơn là chiến bại. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của chúng ta phải tuân theo một quy chuẩn cao hơn, một tập hợp các giá trị mà chúng ta cần tuân thủ như các quy tắc ứng xử của mình. Chúng ta cần hết sức thận trọng đối với những thông tin chia sẻ hay cố vấn cho thế hệ trẻ. Khi thông tin mới xuất hiện và đã đến lúc chấm dứt mối quan hệ đối tác, hãy kiên định và đừng nhìn lại. Hãy dành năng lượng tích cực của bạn cho những cơ hội mới sẽ đến. Action. Hành động. Giá trị cốt lõi của tổ chức bạn là gì? Bạn có cố gắng đạt được mục tiêu bằng mọi giá hay trung thành với tính chính trực và đạo đức của mình? Bạn xử lý thế nào với một đối tác hay một cộng tác viên không có chung hệ giá trị với bạn? Khi nào bạn quyết định từ bỏ một mối quan hệ đối tác? Nếu đã từng từ bỏ một mối quan hệ đối tác, khi đó bạn cảm thấy thế nào? Bạn đã học được gì về bản thân vào lúc đó? Reflection. Suy ngẫm. Đến cuối cùng, trung thực vẫn là chính sách tốt nhất. Chúng ta không thể biết gì về một người sau một vài dự án, một vài tháng hay thậm chí một vài năm. Đôi khi chúng ta quá khao khát giải quyết cho xong vấn đề để đẩy nhanh tiến độ, để hoàn thành mục tiêu mà không nhận ra bức màn vô minh của mình. Một khi đã học cách phân biệt giữa ngụy biện và thực tế, hãy can đảm thừa nhận lỗi lầm và học cách tránh xa những người không chia sẻ cùng một hệ giá trị với bạn. Bài học 5. Tin nhưng cần xác thực. Story, câu chuyện.
Kể từ lúc cây cầu này xây xong, tôi không còn phải chờ mấy đứa nhỏ nhà tôi chạy về tới nhà và hét lên: "Mẹ ơi, con về tới nhà rồi." Mỗi lần đi học về để biết không đứa nào rớt xuống sông và đuối nước. Vì vậy, tôi biết ơn mọi người đã góp phần biến cây cầu này thành hiện thực. Lời cảm ơn từ tất cả những người mẹ ở ngôi làng xa xôi này. Những lời nói mộc mạc, không biên soạn này đến từ một bà mẹ quê trong buổi lễ khánh thành cây cầu ở Tân Thành, Bến Tre mà chúng tôi đã giúp dựng nên vào năm 2017. Nó thật sự khiến tôi xúc động sâu sắc. Chỉ với chi phí của một tấm vé máy bay hạng nhất, chúng tôi đã cứu được hàng trăm sinh mạng theo đúng nghĩa đen. Tôi thật sự choáng ngợp khi nhận ra những tác động lớn lao từ sự đóng góp của quỹ chúng tôi đến những người dân kém may mắn. Bên vỉa hè của sân nhà hàng xóm liền kề với cây cầu, một cây phượng đỏ cao như tòa nhà 3 tầng được người dân địa phương gọi là hoa mùa hè, phủ tán rập mát 3 chiếc bàn tròn, tạo ra một khoảng không gian sảng khoái giữa ngày hè nóng ẩm, không có lấy một ngọn gió. Trong khi các vị chức sắc đọc các bài phát biểu và báo cáo, tôi đưa mắt nhìn lên và nhận thấy hết lớp này đến lớp khác những bức tường dừa uốn quanh, in lên nền trời xanh. Thật không có gì lạ khi Bến Tre được mệnh danh là thủ phủ dừa của thế giới. Thực tế, Việt Nam là nước sản xuất dừa lớn thứ 6 trên toàn thế giới, với kẹo dừa, nước cốt dừa, bánh trắng dừa. Sau buổi lễ, tôi được giới thiệu với một cặp vợ chồng lớn tuổi ở một ngôi làng gần đó. Hai người họ đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp hàng chục học sinh đang băng qua một cây cầu khỉ một cách nguy hiểm giữa cơn mưa. Hãy tưởng tượng một hoặc hai thân cây dừa được đặt nằm lên một vài thanh tre bắt chéo chỗ X nhô lên khỏi mặt nước. Đấy, hẳn bạn có thể hiểu tại sao nó được gọi là cầu khỉ rồi chứ. 7. Người đi qua cầu phải bám vào thân dừa và nhích dần sang bên kia như một con khỉ. Tin tôi đi, tôi đã thử leo cầu khỉ một lần và té ngay xuống lớp bùn lầy lội bên dưới chỉ sau một vài bước chân. Đôi vợ chồng đó đề nghị tôi giúp đỡ và không chút do dự, tôi gật đầu trong khi còn không biết lấy nguồn tài trợ từ đâu. Lo ngại bị trật ngã và nỗi sợ hãi bọn trẻ có thể bị đuối nước là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến ngay lúc đó. Chúng tôi bắt tay nhau như một lời hứa về việc xây dựng một cây cầu cứu người khác nữa. Cuối ngày hôm đó, khi đưa bức ảnh cho các mạnh thường quân có khả năng giúp tài trợ cho cây cầu, chúng tôi có dịp nhìn lại kỹ càng hơn. Có gì đó không ổn, bọn trẻ dường như đang lơ lửng trên cây cầu hơn là đặt chân lên thân dừa. Với sự trợ giúp của cây kính lúp giá 5 đô, chúng tôi phát hiện ra sự thật. Đây chỉ là một bức ảnh được chỉnh sửa, con sông là thật, nhưng cây cầu khỉ và bọn trẻ thì không. Tutorial, hướng dẫn. Sự cố Photoshop này thực sự để lại một dư âm xấu trong tâm trí tôi về việc bị lợi dụng ở Việt Nam. Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, đổ lỗi cho ai, hay liệu tôi có thể nên giúp đỡ Việt Nam nữa hay không. Khi bạn đặt quá nhiều tâm trí vào một sứ mệnh, để rồi biết rằng mình bị lừa, thật khó để có thể chấp nhận. Cậu thiếu niên khôn lanh trong tôi, người đã sống sót sau 15 lần trốn thoát trong rất nhiều hoàn cảnh không may, xuất hiện trở lại và tôi quyết rằng tin nhưng cần xác thực. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra một tình huống tương tự khác ở Cà Mau với hình ảnh người lơ lửng trên cầu hoặc cột trống giữa sông, không phản chiếu mà chỉ là một vài bóng mờ. Rất may, những sự cố này xảy ra ở giai đoạn đầu hành trình của chúng tôi, giúp chúng tôi khắc phục trước khi nó có nguy cơ hủy hoại danh tiếng của quỹ PASF. Action, hành động. Bạn đã từng gặp phải trường hợp thông tin gian dối hay dữ liệu giả mạo được chỉnh cho bạn? Làm thế nào để bạn xác minh tính xác thực của nó? Bạn có sẵn quy trình nào để cải chỉnh thông tin sai lệch? Bạn có mong đợi sự trung thực tương tự từ nhân viên, tình nguyện viên và những người hỗ trợ của bạn không? Reflection, suy ngẫm. Ngày nay chúng ta bị vây quanh bởi vô vàn thông tin giả. Là nhà lãnh đạo, chúng ta cần thận trọng với con người và thông tin để tránh cảm giác bị phản bội hay lãng phí năng lượng cho những cộng sự, đối tác không xứng đáng. Nhân từ thôi là chưa đủ, cần phải có sự khôn ngoan để cân bằng và lưu tâm đến thực tế.
bất chấp một vài sự cố không hay, chúng tôi vẫn tin vào lòng tốt và sự tử tế của con người. Chỉ cần tập trung sức lực và sự chú ý của chúng ta và các đối tác đã được chứng minh và thận trọng với việc mời cộng tác viên mới. Đó chính là 5 bài học đầu tiên trong cuốn sách Cám dỗ bội phản và lòng nhân của tác giả Jimmy Thái. Và đó cũng chính là 5 bài học rất cần thiết cho các leader, cho các nhà lãnh đạo trong công cuộc xây dựng và quản lý đội nhóm. Các bạn cảm thấy như thế nào về 5 câu chuyện trên? Hãy đọc thật kỹ và comment những câu hỏi của các bạn xuống phần bình luận nhé. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube Thầy Jimmy ở Mỹ để đón chờ những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại!